Chị ơi. Hả? Xin lỗi, em giỡn mà. Con sao tâm ý? Dạ con không sao. Còn Nguyên nữa, lần sau phải cẩn thận chứ. Con trai dòng giỡn kỳ. Dạ. Chị có sao không? Em xin lỗi chị nha. Giỡn gì kỳ vậy? Ủa chị giận hả? Không có gì. Em giận chi không biết. Cái này đâu phải của Tâm Anh đâu đúng không? À... Vậy chứ của ai vậy chị? Là... Của... Của ai vậy? Một người có ơn với tôi. Con làm gì vậy? Ủa dạ cậu. Đồ dơ mà con thích hửi nữa hả thằng này. Cậu ơi gì vậy? cái áo này là chị Tâm Ý Mai hả cậu? Đúng rồi. Sao chị Mai tặng cậu vậy cậu? Cái này là bé Tâm Ý cảm ơn vì cậu đóng tiền thoại cho bé mà. Alo. Tiền điện thoại có nhiêu đâu mà phải may áo cho chứ. Ủa cậu lại uống nước ngọt nữa hả? Uống nước ngọt hoài không tốt đâu. Đâu sao đâu chị, để tôi làm nước chanh cho. Dạ. Đây nè, chanh đúng không? Đây, chanh. Cảm ơn cậu. Chị ơi, em ăn hết cái này luôn nha. Ừ, ăn hết đi. Anh ăn không? Em cho miếng nè. Thôi, anh không ăn đâu. Ủa, bánh đâu ngon vậy? Em làm bài được 10 điểm, chị thưởng cho em đó. Wow, giỏi vậy ta. Ủa, ông ở đây hả? Chị ăn một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ê, chị, bánh của người ta mà. Nó chi, cái con nhỏ này. Nó chi. Bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Làm chi? Gì rồi? Sao giật bánh của Tâm Anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè ơi, em đang đánh cắp nè. Nè bà bắn nào nè. Nè. Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Xin lỗi nha. Hay là để em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con làm chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Rồi, hôm nay học tới đây thôi. Hôm nay chắc thầy cũng mệt rồi ha. Em đã nói là đừng kêu em là thầy nữa rồi mà. Kêu thầy đâu có gì sai đâu. Thì không có gì sai. Nhưng mà cũng được đi. Vậy trò phải gán học bài nghe chưa? Thứ sau là thầy kiểm tra đó. Dạ, trò biết rồi. Cố gắng ôn bài cho tốt vô, nghe chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Ừ. Mà thầy ơi. Sao?
cho em hỏi cái này được không? Dĩ nhiên là được rồi. Không phải tiếng Anh mà là môn toán á. À, dạ. Toán hả? Ừ, thì mấy bài toán lớp 10 á. Nè. À, đây là một bài toán hàm số. Mà cái cách giải bài toán hàm số này là cách tính bài này là em không biết giải bài này. Em xin lỗi chị nha. Tại em học toán dở lắm. Đâu có gì đâu mà xin lỗi. Tôi là xin lỗi cậu mới đúng. Tự nhiên phiền cậu quá à. Đâu có gì đâu, chị phải xin lỗi. Đây là lỗi của em mà. Em không có dạy cho chị được, em xin lỗi chị. Thôi, cậu xin lỗi hoài, tôi áy náy lắm. Hay là vậy đi. Ngày mai đi, ngày mai em sẽ giải bài này cho chị. Ừ, mà cũng không gấp đâu, từ từ cũng được mà. Vậy để ngày mai em hỏi ông Quang. Quang giỏi mấy này lắm. Ừ, vậy có gì còn hỏi giùm tôi nha. Dạ. Thôi, trễ rồi, cậu nghỉ đi. Dạ. Tôi xuống dưới nghe. Dạ. Mai nha. Trời ơi, quê quá đi. Toán lớp 10 mà không giải được thì là ngu quá. Đó, vậy đó. Thấy chưa? Bây giờ mình viết bản biến thiên xong, rồi mình giải đồ thị, như vậy là đủ. Cái này là cái gì ta? Cái này học rồi mà, không nhớ hả? Nè. Nhưng mà tôi quên nó rồi. Trời ơi, cái này á là cái thông số đơn giản thôi, thấy không? Bản biến thiên nè, cái đồ thị như vậy nè. Đó. Chắc học tới Tết mới xong quá. Trời ơi, mới học có chút xíu mà đã bỏ cuộc rồi hả? Cái vấn đề bây giờ là tôi nghĩ là bạn chỉ việc học thôi, chịu học là được hết. Bạn nhớ là đi, ngày xưa bạn học dở tiếng Anh lắm, bây giờ khá hơn rồi đó. Ừ. Nhưng mà cái này tôi hỏi cho người khác. Nhưng mà bạn phải giữ bí mật cho tôi nha. Ôi trời. Thiệt hả? Ôi, chỉ mà chịu học á là chị học giỏi lắm luôn á. Thì biết, nhưng mà bạn phải giữ bí mật cho tôi nha. Cái này bạn mà đi BFF là chết với tôi á. Biết rồi mà. Nè, bây giờ tôi giải thích lại một lần nữa nha. Cố nhớ rồi về chỉ. Gán nha. Đây là bản biến thiên thấy không? Mình vẽ kỹ, mình thêm thông số vô. X. Thôi, khó quá, nhức đầu quá. Chứ bây giờ muốn sao? Giờ vậy đi. Bạn dạy cho chị giúp tôi được không? Ừ. Tôi thấy vậy là gọn nhất á. Ý bạn là kêu tôi làm gia sư cho chị hả? Ừ, không được hả? Thôi cũng được. Dù gì á, ngày nào tôi cũng qua nhà bạn mà. Thiệt hả? Hỏi chung mạnh lắm luôn á. Chứ chị hỏi tôi mấy câu này hoài rồi tôi biết tôi chết liền luôn á. Mấy câu này đơn giản mà. Thì bởi vì có bạn thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Thôi. Ơn nghĩa này là tôi xin khắc cốt ghi tâm luôn á. Thôi thôi đi. Ơn nghĩa về bạn thân mà. Bao ăn sáng 1 tháng nha. Bạn cũng cơ hội lắm nha. Nhưng mà tôi chịu. Ừ. Ok. Thỏa thuận. Ừ. Chị ơi. Tám. Hả? Chị có rảnh xuống học toán không? Bài này á không phải giải như vậy đâu. Bài này á chị phải sử dụng hàm nghịch đảo. Giống vậy nè. À. Đó, với lại á mấy cái bài mà đặc biệt quan trọng như vậy á, chị phải nhớ có một thứ chị không thể nào bỏ qua được. Ừ. Đó chính là cái đuôi heo. Hả? Cái đuôi heo là cái gì vậy? Cái đuôi heo á là mình vẽ vô để cho dễ nhớ, chị hiểu không? Với mấy bài như vậy á, mình phải vẽ thêm cái đuôi heo, cộng thời á mình phải vẽ thêm một ngôi sao nữa. Như vậy á. À, thì ra cái đuôi heo vẽ như vậy đó hả? Chị thử coi. Ôi, chị vẽ giống y như cái đuôi heo luôn á. Chị khéo thiệt chứ. Đuôi heo gì đuôi heo, nhảm nhí. Mà chị tin không, em có cách giải phương pháp cái đuôi heo này bằng một cách khác nữa. Em đố chị nha, kết quả có giống nhau hay không? Giống chứ. Wow, vậy mà chị cũng nghĩ được nữa chứ. Chị đúng là số 1 luôn á. Chị đúng là hàng chất lượng cao á. Là sao? Là số 1 á, chị giỏi lắm á. Ồ. Mà công nhận cậu giải bài dễ hiểu thiệt đó nha. Dạ có gì đâu, chẳng qua là tại chị á
giỏi, thông minh mà chị còn tập trung nữa nên bài mới dễ hiểu như vậy á. Đâu có đâu, tôi thấy là cậu làm thầy được rồi đó, giải bài vừa vui tính mà vừa dễ hiểu nữa. Thì đó, tại em cũng là hàng chất lượng cao mà. Thầy mà thầy, nhưng khùng. Sau này á, chị không hiểu bài nào, chị cứ tới tìm em sẵn sàng chỉ chị cho. À, vậy thì tốt quá à. Tại vì á, dạo này á, tôi tự học toán mà thấy bài càng ngày càng khó, cho nên là không biết làm sao nữa. Được vậy thì cảm ơn thầy nhiều nha. Chị lại mắc cỡ quá à. Trời ơi, bữa nay có thầy nữa mới ghê chứ. Đâu có sao đâu, thì ai dạy mình thì mình gọi người đó là thầy thôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai thầy nhiều nha. Dạ. Tạm biệt hai thầy. Dạ không có chi. Bye bye chị nha. Thôi, phải công nhận một điều á, chị tâm ý giỏi thiệt chứ. Mới dạy cái hiểu liền luôn á. Đuôi heo gì? Nãy bạn dạy gì đuôi heo? Nhậm nhí. Thì mình nói đuôi heo cho dễ hiểu thôi mà. Tào lao quá đi. Dạy chả hiểu gì hết, dạy như khùng vậy á. Trời, tự nhiên chửi người ta à. Ê, không mấy giờ chơi game không? Không. Chơi mình đi. Lấy cái đuôi heo mà chơi. Đuôi heo sao chơi trời. Nè, chị thêm chữ này sau những cái động từ như vậy là được. Ừ, tôi hiểu rồi. Ừ. Chị mệt hả? Mệt thì mình nghỉ nha. À, đâu có đâu. Tôi tới kìa nè bạn mình ơi. Thôi mình học tới đây thôi. Ủa, thầy Toán mới tới hả? Hai người đang học tiếng Anh hả? Tới đây làm chi vậy? Bạn không chào đón tôi hả? Tôi tới chơi với bạn đó. À, đúng rồi. Ê, mà tôi có mấy bài toán hơi khó, giờ cô chỉ tôi luôn được không? Sẵn sàng. Đó, chị nhớ chưa? Nếu như bài này á, giải theo cách thứ hai thì đáp án á, nó sẽ là 16. Ừ, à. Cậu vừa nói cách giải là tôi ra đáp án luôn rồi đó. Ừ, hay gì trời. Bài này á, thì cái việc á, đổi cái hàm nghịch đảo thành hàm thuận thôi. Như vậy á, là sẽ giải được bình thường à. Ừ, đúng rồi ha. Tôi cũng định làm vậy á. Ôi, hay gì trời. Chị tuyệt thiệt luôn á. Vậy á, bây giờ chị nhìn vô đây nè ha. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa? Ừ, tất nhiên là dễ cái đuôi heo vô rồi. Cái game này công nhận á, chị giỏi thiệt chứ. Xuất sắc luôn. Hay quá. Trời ơi, chị hay thiệt luôn á chị. Chị cũng nghĩ ra được nữa chứ. Rồi, nè thấy không, làm vô cái chỗ này, để cái đuôi heo vô. Đó là xong. Thôi vậy á. Đuôi heo gì? Nhảm nhí. Không có bài học nào mà có cái đuôi heo trong đó hết á. Tào lao. Khùng điên không à. Sao bữa nay anh ồn quá vậy? Làm chữ trong đầu em nó chạy hết trơn rồi nè. Trong đầu mày thì làm gì có chữ mà chạy. Kệ em. Nếu á mà em không cưỡi được con ngựa đó thì anh phải thế chỗ của nó nghe chưa. Đi. Lâu. Chơi sướng hơn. Để tôi giải cách khác thử coi. Chuyển hết phần này qua vế bên phải. Đáp án là 16. Trời ơi, tính được không? Sao học trò em giỏi như vậy ta? Chị xuất sắc thiệt chứ. Nè. Hả? Uống gì không? Tôi xuống tôi lấy. Trời, bạn em cũng này tốt với ta. Thôi lon soda nha. Còn chị? Cảm ơn nha. Tôi không uống gì đâu. Ừ. Soda hả? Để xuống coi có không nha. Hên xui á. Thôi sao á. À, hello. Bà đang làm gì đó? Ủa? Đi uống cà phê với Julian à? Ủa sao mà tự nhiên là đi uống cà phê với nó? À, thôi có gì tôi gọi lại sau nha. Vụ gì mà mờ ám vậy ta? Mình phải đi điều tra mới được. Cái thằng này thiệt tình. Đúng là chưa tới quan tài chưa đổ lệ. Mà
Sợ trong nhà mà mình nghe mùi khác quá vậy ta. Phải thật là hấp dẫn, phải thật thú vị mới được. Tôi lên rồi nè. Mình bắt đầu học đi chị. Nhớ nha, cái đoạn này rất là quan trọng cho nên là chị phải chú ý nè. Mà mấy cái mà mình phải chú ý á, là mình phải cắt đứt. Xoạt. Dạ. Là mấy cái này nè, mấy cái quan trọng á, mình phải chú ý cho nên là mình sẽ phải dùng thước gạch đứt cho nó thẳng. Dạ. Ủa sao vậy? Hồi nãy thấy sung lắm mà. Dạ. Em giỡn thôi. Mà tôi thấy vậy cũng hay ha. Ừ, thì gạch đứt như vậy nè, thấy cũng hay hay á. Thiệt hả? Cái này là chị phải nói đại như em nè. Thì chị phải nói nhanh như gió. Nói nhanh như gió rồi thì chị sẽ giống như người nước ngoài lắm đó. Vì cái tầm quan trọng của nó cho nên chị phải banh mắt ra chị nhìn cho rõ. Thì chỗ này quan trọng nè, mình nhảy cái đuôi heo vô nha. Thôi, chị bỏ cái đuôi heo đó qua một bên đi. Cái đuôi heo đó nó nhảm nhí lắm, bỏ qua đi. Ôi vậy sao mà đánh dấu mấy chỗ quan trọng này được? Thì mấy cái chỗ quan trọng này hả? Thì mình sẽ vẽ cái nòng súng vô. Đó, vẽ cái nòng súng vô. Và nếu cần thì mình sẽ vẽ thêm 4 viên đạn vô bắn. Đung 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 đung. Ừ, phải vẽ cái nòng súng rồi có đạn nữa hả? Đúng rồi nè, em vẽ cho chị coi nè. Nó vẽ cái nòng súng vô nha. Đó, xong mình vẽ sát bên nó 4 viên đạn, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên bắn. Đung đung bắn chăng cái đuôi heo cả luôn. Mà phải là 4 viên hả? Vẽ 3 viên được không? Hả? Thì chị vẽ càng nhiều càng tốt. Để này để tạo ấn tượng hiểu không? Để mình có đạn mình bắn nó mà bắn văng cái đuôi heo mất luôn. Hả? Thì đó thì có cái khẩu súng này nè, có cái nòng súng thì mình sẽ không còn lúng túng nữa. À. Đó chị nhớ chưa? À nhớ rồi, tới chết cũng không quên được luôn. Đúng rồi, đó. Nòng súng. Đạn bắn đung đung. Chị nhớ khi nào rảnh ông lại bài nha. Ừ, tôi biết rồi. Chào chị. Ủa, cậu mới tới hả? Dạ, hello bạn. Ê, Quang. Dạ. Lần trước á, cậu nói với tôi bài tập còn một cách giải nữa. Bây giờ cậu chỉ cho tôi luôn được không? Đơn giản mà chị. Chị cho mượn tay của chị nha. À. Xong rồi đó chị. À. Bao dễ hiểu luôn á. Ừ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Không có chi đâu chị. Chị nhớ học bài cho kỹ nha. Bye bye chị. Ý, hello làm chị. Ủa, em còn bị táo bón nữa hả? Sao mặt căng với hành xử quá vậy ta? Cái gì? Mặt này căng hơn nữa nè. Có nói gì? Ý thì nói em còn bị táo bón hay sao mặt căng quá vậy? Thì ở đây nhìn xin thôi, vậy lại bị táo bón. Bạn lớn mà nói chuyện kỳ vậy? Ý bạn nói là người nó phân không hả? Đâu có. Bạn đến coi lại mình đi. Bạn đi về đi. Không sao vậy? Nhìn bạn cũng táo bón luôn á. Bạn làm gì sai hả ta? Tâm Anh. Dạ. Coi xong rồi nhớ cất điện thoại cho chị nha. Dạ, em biết rồi. Ừ. Dạ, chào chị, em về. Ủa, về sớm vậy? Dạ, thôi em về nha chị. Ờ. Ủa, hai chị em đi chơi biển với nhau hả? Dạ, lần trước anh Nguyên lấy xe máy chở tụi em đi đó. Xe máy hả? Dạ. Trời ơi, mảnh gì ta? Đi coi xe mà mua mô tô luôn hả? Có, đi kiếm chiếc xe cũ thôi hả? Trời, kiếm mua chi trời. Mua máy chơi game rồi mà đi, bây giờ đi mua xe chi nữa. Thì tại tôi có chuyện cần. Quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì? Chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Giả sử mà cô giáo dạy thêm của tôi á là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi ba giặt đồ lót của cậu á thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Trời ơi, tin được không? Sao học trò em giỏi như vậy ta? Chịu xuất sắc thiệt chứ. Nè,
À, ra là vậy. Hèn chi cái thằng này thiệt á. Gì vậy anh? À, không có gì hết á. Thôi anh về nha. Dạ, dạ. Bye bye. Có chết cũng phải nhét cái môn toán này vô đầu cho bằng được. Phải tìm cách thay cái nòng súng vô mới hả dạ. Cái gì cái đuôi heo, nhảm nhí. Tâm Ý ơi, cơm nước chưa con? Dạ. Dạ, con chào ông, chào chú mới về. Ông ơi, con nấu cơm xong rồi. Ông chờ chút để con nhận cơm ra liền nha. Cơm tự nhiên thôi con. Mày chắc lần đầu ăn cơm ở nhà chú phải không? Dạ, dạ, dạ. Tâm Ý. Dạ. Dạ. Chú nói bao nhiêu lần rồi, ăn uống sạch sẽ vệ sinh, muỗng dơ về sao ăn? Dạ, để con lấy muỗng khác cho chú. Em thấy nó sạch nè, ăn đi. Ờ, cùng lấy ăn chết thôi. Dạ. Ờ, không cần đâu con. Dạ. À, Tâm Ý ơi. Dạ. Canh này canh gì mà ngon quá vậy? À, canh rau dẹp bình thường thôi chú. Mà công nhận Tâm Ý nấu món nào ăn ngon hết á. Dạ, à, cảm ơn. Đúng là người sắp lấy vợ có khác ha. Người nó vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Ăn thêm đi con. Dạ 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 dạ. Ăn đi. Dạ dạ. Ăn yên hùng, ăn tự nhiên. Chị ơi, chị. Tâm Anh, sao không ở nhà làm bài tập, ra đây làm chi vậy? Em muốn đi siêu thị với chị à. Mấy cô chú ở ngoài thử thức ăn mà không thấy em tới thì buồn lắm á. Đi nhanh đi chị, đi. Đi. Hai chị em đang đi siêu thị đúng không? Dạ. Vậy thì hai chị em lên xe đi, anh chở đi cho nó mát. Dạ thôi, cảm ơn chú nha, đi thăm anh. Thôi lên xe đi, trên xe có máy lạnh, đi đằng nào cũng tới siêu thị cho nó mát. Dạ, dạ thôi, không cần đâu chú ơi. Nó làm đó chú. Đúng rồi. Thiệt hả chú? Dạ, cảm ơn chú. Mà, đi, Tâm Anh, cho mình đi ha. Kỳ lắm. Lên đi mà, cảm ơn chú. Tâm Anh kỳ quá hả? Thôi vô xe đi, vô xe đi, vô xe đi. Đúng rồi, bước chân lên. Rồi mình đi nha. Chị ơi, đi xe đã quá chị ơi. Xe công ty chở tụi con đi vậy, có sao không chú? Không sao đâu, em Ý đừng có lo. Xe của anh bữa nay làm cả ngày mà. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, đã dặn là tới rước mình trường vào. Thằng người đã vậy còn khóa máy luôn nữa. Trời ơi, ở đây sao bắt taxi được đây, thiệt tình cái thằng này. Việc đủ việc rồi luôn mới được. Đi nhanh lên chị. Để dép lên. Dạ. Chị đâu vậy? À, chú tài xe. À, chị em tôi đi ra ngoài một chút nha. À, chú ơi, mình đi chừng nào về vậy chú? Ờ, chắc tiếng rưỡi mình về à. Mà em đừng lo, đằng nào cũng phải về sớm à. Thôi, mình đi nha. Yeah, mình đi liền đi chị đi. Đi nè. Xuống lẹ đi chị. Để chị dắt đi cho. Toilet đằng kia kìa em. Dạ thôi, chị không cần dắt em đi đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Nhanh nhanh nha, chị đợi đó. Dạ. Chờ Tâm Anh chút nha. Dạ. Trời bữa nay nhiều sao quá ha. Dạ. À, à hôm nay tụi con cảm ơn chú nhiều nha. Ừ, có gì đâu mà cảm ơn. Chắc em cũng mệt mỏi gia đình họ lắm ha. Dạ. Chú nói ai? Thì gia đình sếp mình đó chứ ai. À, dạ không có đâu. Thật ra thì anh với em làm chung nhau cũng đã lâu rồi nhưng mà bây giờ mới biết mặt nhau á. Tâm Ý à,
biết. Anh nói ra điều này em sẽ nói anh bị điên. Nhưng anh vẫn nói. Dạ. Đó là anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Dạ. Con nghe nói là cuối tuần này chú cưới rồi mà. Thì đúng là tuần này cưới. Nên bởi vậy anh mới hẹn ra đây để anh muốn nói tất cả những tình cảm anh dành cho em. Và anh muốn em trả lời cho anh biết trước khi anh cưới, đó là em thấy anh là người thế nào. Dạ. À, chuyện đó... Thôi, thôi mà tâm ý. Tâm ý đừng có xưng hô như vậy nữa. Anh xin em hãy tin tưởng anh một lần này thôi. Anh hứa là anh sẽ hiểu ngay lập tức và bắt đầu một cuộc sống mới bên em. Dạ thôi, chú làm gì kỳ quá à. Chú về kết hôn đi, chị em con về nha. Tâm Anh ơi. Thôi mà Tâm Ý. Dạ. Tâm Anh, về nè. Đừng mà Tâm Ý. Dạ. Về dạ. Đi. Em sao vậy trời, em sao vậy? Tâm Ý ơi, anh không phải là người xấu đâu. Tâm Ý, anh biết Lâm rất bất ngờ, nhưng đó là tấm lòng của anh. Thật tình, anh không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng em sẽ suy nghĩ lại và trả lời ngay lập tức. Anh chờ câu trả lời của em. Anh không phải là người tầm thường đâu. Anh đã đạt được điểm số cao trong 4 năm đại học kinh tế và đã tốt nghiệp loại giỏi. Ai vậy chị? Hả? Sao mà tin nhắn tới nhiều vậy? À, có chuyện quan trọng lắm hả? Không có gì quan trọng đâu. Mà sao chị không đọc đi? Mấy cái này không cần xem đâu. À, mà anh chị mới đi đâu về vậy? À, thật ra thì chú tài xế Hùng muốn đưa chị em tôi đi ngắm cảnh đêm á mà. Hả? Tài xế Hùng hả? Ừ. Rồi sao nữa? Ừ, tại Tâm Anh nó cứ đòi đi hoài à. Cho nên... Là chị đi theo luôn. Trời, chị gan thiệt á. Ủa mà ông tài xế Hùng này kỳ cục vậy ta? Ông là tài xế của công ty mà lại lấy xe đi làm việc riêng. Tuy rằng bây giờ anh đang làm tài xế của công ty, nhưng sắp tới anh mở công ty riêng rồi đó. Anh đảm bảo với em, nếu em lấy anh, em sẽ được cả đời sống an nhàn, không phải đụng tới cái móng tay đâu. Đây là ông tài xế Hùng đúng không? Ông này ông bị điên rồi. Cuối tuần cưới vợ mà còn nhắn. Mà cậu đừng có nói chuyện này cho ông biết nha. Tôi sợ là ông đuổi việc chú ấy á. Trời trời, em bó tay chị luôn á. Nhưng mà tốt nhất á là chị đừng có nên nhắn tin với ông nữa. Tránh mặt ông luôn càng tốt. Nghe không? Ừ. Nhớ đó. Chị ơi, lại gửi tin nhắn nữa rồi nè. Cả trăm cái rồi đó. Không lẽ mấy cái này là đều của chú Hùng hết hả chị? Ừ, thôi kệ đi em. À, chào cô chú. Chúc mừng con nhá. Dạ, cảm ơn cô chú. Á, à, sao anh vô đây chi vậy? Anh... Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ em đẹp lắm hả? Ờ. Tâm Ý à, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Anh đang ở chỗ làm lễ cưới chờ em nè. Nếu em bước vào hội trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu bây giờ em nói em cần anh sẽ từ bỏ tất cả để chạy tới chỗ em. Chú hãy lo lễ cưới của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu chú ngoan cố, lúc đó bị bờm đầu không ai nhận ra thì đừng có trách. Người nhắn Tâm Ý.
Một lần nữa, mời cô dâu và chú rể lên sân khấu để buổi lễ được bắt đầu. Ủa, cậu còn gì hả? À không, tôi chỉ đi uống nước thôi. Một tiếng nữa là mình tới giờ học nha. Ừ.